Liên quan tới vụ việc, trong trưa nay, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức đã cùng các đơn vị liên quan có buổi làm việc với ông Hoàng. Buổi làm việc khẳng định, thông tin đưa ra trong báo cáo của ông Hoàng là không có căn cứ, hoàn toàn dựa trên số liệu cá nhân của ông Hoàng. Cái số thống kê cái ngày đấy là do tôi tự thống kê. Còn số liệu diện tích hecta thì tôi xin bên ông giám đốc của xã Mỹ Thành. Còn tất cả các ngày giờ này khác là tự tôi ghi chép xong rồi tôi làm báo cáo. Với xã Mỹ Thành thì không có cái số liệu gì cung cấp cho, mà đây là cái số liệu của vào trong báo cáo, đó là ông Hoàng ông tự tổng hợp ông cho vào trong báo cáo. Mà qua cái quá trình làm việc thì ông Hoàng ông cũng xin nhận lại cái sai và ông xin chịu trách nhiệm mà rút hết tất cả các cái báo cáo gửi cho các cơ quan chức năng, các cơ quan để ông thấy là ủy ban xã Mỹ Thành là ông không giúp gì được những cái vấn đề về thiên tai như vậy. Để rõ hơn về người tự xưng có thể cầu mưa hiệu quả này, phóng viên Đài Hà Nội đã xuống tận nơi ông này cư trú. Theo thông tin cư trú, ông Lê Minh Hoàng sinh ra và lớn lên tại thôn Phúc Khê, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, 57 tuổi. Người dân địa phương cho biết, thực tế ông Hoàng chỉ là một thợ tiện, chứ không phải là người có khả năng tự nhận có thể cầu mưa như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây. Ông Hoàng là chỉ làm nghề chuyên môn tiện các như vậy là đồ, như vậy là đục bình thế bày bà, như vậy là làm thợ mộc cả chính. Thế còn ông này thì thực sự ông nói về viễn tưởng, chưa bao giờ gọi được thiên tai mưa gió cho địa phương cả. Riêng cho anh Hoàng ở địa phương thì cũng là một người dân công dân cũng như bao nhiêu người khác. Riêng cái dự án với hai kế hoạch của anh Hoàng ấy thì thực tế ở địa phương là cũng không phải là bây giờ, nhưng rất lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ là cũng chưa có một cái gì nó làm được, là một cái. Thứ hai, nó cũng chưa có một cái gì là để thể hiện được là cái khả năng của mình để chứng minh cái lời nói mình là mình làm được những cái việc như thế.